Rồi, chào anh em nha, hôm nay là 24 tháng 9 năm 2020. Em đã thành phụ tùng cục máy quay A100 đời cao đời 24 nha anh em. Tình trạng là cực đẹp, máy nguyên zin, nổ im, không dùng ngú ha. Thì giá cho cục máy này thì em chỉ bán phụ tùng. Anh em cần món nào cứ alo em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Máy cực đẹp luôn, rất là đẹp nha anh em. Bộ nồi nè, đen kiên xà beng luôn, như mới. Máy này có mã đầu là HVN49 ha. Em bán phụ tùng, anh em cần món nào cứ alo em ha. Máy rất là đẹp, cực đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Bộ lửa là như mới luôn nè. Đó, bộ lửa như mới luôn. Rồi em báo giá luôn, anh em cần món nào cứ alo em ha. Full đầu lồng dên, bao không giọng hú, bao không sói, giá là 3 triệu. Bộ đũa 4 ốc 4 lông đền là 150. Ủ đầy zin theo xe, bao im bao xài 350. Bộ qua lăng mâm lửa, thất đầy dĩ đầy, nắp tặng sinh đầy luôn, 950 nha anh em. Lốc số 350. Lốc với lại bơm nhớt là 350 nha. Lốc bơm nhớt với lại cái bơm nhớt là 350. Full bộ nồi theo xe cực đẹp luôn, đời 24, 1,3 triệu, bao không nhận hú. Bộ số 600, bộ cốt đạp cốt cần số 300. Bộ ốc máy với lại những đồ dụng 300 ngàn nữa ha. Đồ dụng là ốc máy nè, rồi cần ti tăng cam, cần tăng cam, báo số, nói chung là những cái lặt vặt. Rồi đó, anh em có nhu cầu món nào cứ alo em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Bộ toàn máy quay quen pha 2014. Cần muốn nồi thì 150 nha anh em. Đó, nắp nồi này không nước vải nha, 180. Nắp nồi 180 nha. Nắp là luôn cái ti thâm nhớ luôn nha. Kèm theo bộ lửa này nè. Đó, nắp bộ lửa đẹp. Quan trọng là hình thức bên trong nha, bên ngoài thì anh em biết rồi, quen pha này sau thời gian sử dụng thì nó sẽ tự cái bên trong nó bị oxy hóa, nó sẽ bị bung sơn ra. Thích thì giờ anh em xin sừng đèn lại ha. Bộ lửa này là 950 nè, cực đẹp luôn, đúng zin theo xe. Anh em. Hết 13 tháng 5 năm 2014. Rồi em có báo giá phụ tùng, anh em cần món nào cứ alo em ha. 0933 996 332.